Việt Nam nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á với 54 dân tộc anh em, có nền văn hóa đa dạng và phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, với nhiều di sản văn hóa phi vật thể và các danh lam thắng cảnh được UNESCO công nhận. Sau hơn 40 năm giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước, nền kinh tế Việt Nam xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu bị chiến tranh tàn phá nặng nề đã có những bước chuyển mình vươn lên trở thành một nền nông nghiệp hàng hóa vận hành theo cơ chế thị trường, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và có tỷ suất hàng hóa ngày càng cao, nâng cao vị thế trong khu vực và thế giới. Việt Nam từng bước xây dựng được kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp tục phấn đấu đến năm 2020, đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Hà Nội, thủ đô, là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước. Nằm ở phía Bắc của Tổ quốc cùng với thành phố Hồ Chí Minh ở phía Nam, thủ đô Hà Nội là một trong hai trung tâm kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng của Việt Nam, có đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Cùng với quá trình đô thị hóa, thành phố Hà Nội không ngừng được mở rộng cả về số lượng dân cư và diện tích thành phố, đòi hỏi hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đô thị cần phải được mở rộng, nâng cấp để đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Trong đó, loại hình phương tiện đường sắt đô thị là một trong những loại hình phương tiện giao thông công cộng tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được đòi hỏi cấp thiết trên. Hệ thống đường sắt đô thị của thành phố Hà Nội sẽ đóng vai trò chính trong hệ thống vận tải hành khách công cộng, khối lượng lớn, có chức năng gắn kết với các khu đô thị, các trung tâm thương mại, dịch vụ, trường học. Đồng thời, các tuyến đường sắt đô thị được gắn kết với nhau, hình thành mạng lưới bao quát các khu vực đô thị quan trọng của thành phố. Giao thông đường sắt đô thị cũng đã được chứng minh đóng vai trò chính trong vận tải hành khách tại các thành phố lớn tại các nước trên thế giới. Tại các thành phố lớn trên thế giới như tại thành phố Moscow của Nga, với 8 triệu dân, trung bình mỗi người dân thành phố đều sử dụng phương tiện giao thông đường sắt ít nhất một lượt mỗi ngày. Tại thành phố New York, Mỹ, tổng lưu lượng vận tải hành khách mỗi ngày đạt 20 triệu người. Tại các thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, có sự phát triển nhanh chóng, lưu lượng vận chuyển khách hàng ngày của giao thông đường sắt Bắc Kinh cũng đạt trên 12,2 triệu người. Tại Hồng Kông, tuy tổng chiều dài tuyến giao thông đường sắt chỉ có 43,2 km, nhưng lượng hành khách của ngày cao điểm lên tới 2,8 triệu người. Nếu thiếu đi hệ thống giao thông đường sắt đô thị, chắc chắn những thành phố này không thể đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng được. Với nhu cầu phát triển tất yếu, năm 2008, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và điều chỉnh năm 2014 với tầm nhìn dài hạn hơn. Theo đó, mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội bao gồm 8 tuyến. Kết nối với tuyến số 2 có tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, hay còn được gọi là tuyến 2A, bắt đầu tại khu vực Cát Linh giao với tuyến số 3, đi theo hành trình Cát Linh, Hào Nam, La Thành, Thái Hà, Đường Láng, Nguyễn Trãi, nối với tuyến số 2, Hà Đông, Ba La trên quốc lộ 6 với chiều dài 13,05 km. Sau năm 2020 sẽ nghiên cứu phát triển tuyến này tới Xuân Mai. Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông được ký hợp đồng vào năm 2009, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, là một trong hai dự án đường sắt đô thị Hà Nội đầu tiên được triển khai thi công, sẽ là sự khởi đầu để người dân Hà Nội bước vào thời đại giao thông đường sắt đô thị. Chủ đầu tư của dự án là Bộ Giao thông Vận tải, trước năm 2014 là Cục Đường sắt Việt Nam và đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đường sắt. Tư vấn giám sát, công ty trách nhiệm hữu hạn giám sát xây dựng, viện nghiên cứu thiết kế công trình đường sắt Bắc Kinh. Đơn vị thi công là công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, là tổng thầu FPC của dự án. Tư vấn thiết kế là công ty hữu hạn tập đoàn phát triển thiết kế xây dựng đô thị Bắc Kinh UCD. Tư vấn thẩm tra, tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải, công ty cổ phần. Tuyến Cát Linh Hà Đông là một trong những tuyến đường huyết mạch chạy theo hướng Đông Bắc Tây Nam, xuyên qua địa phận 3 quận Đống Đa, Thanh Xuân và Hà Đông. Tổng chiều dài tuyến đường là 13,021 km, bắt đầu xuất phát từ khu vực nút giao Cát Linh Giảng Võ thuộc quận Đống Đa, đi theo giải phân cách giữa phố Hào Nam, Hoàng Cầu, Yên Lãng tới đường Láng rẽ trái, men theo sông Tô Lịch và tiếp tục đi dọc theo giải phân cách giữa đường Nguyễn Trãi, cắt ngang đường Vành Đai 3, đường Trần Phú, Quang Trung, Hà Đông. Điểm cuối của tuyến là bến xe Yên Nghĩa thuộc quận Hà Đông.
Toàn bộ tuyến đường được thiết kế đi trên cao với 12 nhà ga. Khu depot có diện tích khoảng 26,2 ha, nằm ở phía nam tuyến gần ga xe lửa Hà Đông. Nhà ga được thiết kế 3 tầng trên cao, sử dụng kết cấu đúc hẫng khẩu độ lớn, vừa tiết kiệm được mặt bằng, vừa tận dụng được tối đa không gian thành phố. Mái sử dụng vật liệu lấy sáng, kinh tế, môi trường, khả năng chống gió cao, giảm bức xạ mặt trời, đồng thời giảm trọng tải kết cấu, phù hợp phong cách kiến trúc Đông Nam Á. Nhà ga sử dụng màu sắc theo hướng độ nóng giảm dần từ trung tâm thành phố ra phía ngoài vùng ngoại ô. Cách sử dụng tấm lấy sáng lấy cảm hứng từ người phụ nữ Việt Nam với tà áo dài tha thướt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Tiêu chuẩn mô đun hóa thiết kế, tiết kiệm đầu tư công trình, giảm phí vận hành và phù hợp với tư tưởng kiến trúc sinh thái trên thế giới hiện nay. Mái vòm các nhà ga dựa trên phong cách kiến trúc của châu Âu ở Việt Nam. Không gian mở của các nhà ga có lợi cho việc thoát nước vào mùa mưa và giảm nhiệt độ vào mùa hè. Đoàn tàu của dự án gồm 4 toa xe chuẩn B1. Vỏ tàu được làm bằng thép không gỉ, là loại phương tiện giao thông đường sắt đô thị tốt nhất hiện nay ở Trung Quốc. Nội thất nhà ga sử dụng các loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường. Từ khi bắt đầu khởi công xây dựng đến nay, dự án luôn nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo hai nước. Từ cấp chính phủ đến các cơ quan bộ ngành thành phố, đại sứ quán và cơ quan tài trợ đã nhiều lần xuống công trường kiểm tra, chỉ đạo công việc cũng như luôn tạo điều kiện giúp đỡ và ủng hộ dự án. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động Việt Nam cũng như Trung Quốc, hiện dự án đang tiến dần về đích. Tháng 4 năm 2010, đoạn trụ cầu tại Hồ Đống Đa được động thổ triển khai thi công trước và ngày 10 tháng 10 năm 2011, lễ khởi công dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông đã được tổ chức tại khu depot, đánh dấu dự án chính thức bước vào giai đoạn thi công. Trong quá trình thi công, Ban Quản lý dự án đường sắt thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, phối hợp cùng với tư vấn giám sát, tổng thầu và các nhà thầu phụ thi công thực hiện đúng các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và thiết kế, biện pháp được phê duyệt của dự án. Công tác kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án đường sắt xác định rõ mục tiêu đường găng để kịp thời đưa ra các cảnh báo chấn chỉnh khi có dấu hiệu chậm trễ, đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch. Về công tác đảm bảo an toàn và chất lượng, luôn được Ban Quản lý dự án đường sắt phân công trách nhiệm an toàn, sản xuất rõ ràng cụ thể đến từng cá nhân, cán bộ phụ trách an toàn để theo dõi sát sao từng vị trí thi công quan trọng. Ngày 8 tháng 10 năm 2016, công tác lao lắp phiến dầm cuối cùng trong tổng số 806 phiến dầm, khẩu độ dầm hộp lớn nhất là 32m, trọng lượng 234 tấn đã hoàn thành theo đúng kế hoạch chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Đến cuối năm 2016, công tác lắp đặt dây chính tuyến cũng đã hoàn thành. Với sự nỗ lực cố gắng của các bên, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn chất lượng để loại hình giao thông đường sắt đô thị hiện đại sớm đi vào cuộc sống. Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông sau khi đưa vào vận hành khai thác sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện chức năng giao thông, giảm bớt áp lực lưu lượng giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển, đồng thời phát huy tối đa tác dụng trong việc định hướng phát triển cấu trúc không gian đô thị. Hà Nội sẽ trở thành một thành phố phát triển văn minh và hiện đại hơn, người dân sẽ có một cuộc sống tiện lợi, thoải mái và hạnh phúc hơn. Cùng với quá trình triển khai hợp tác kết nối chiến lược phát triển trong khuôn khổ hai hành lang một vành đai và sáng kiến một vành đai một con đường, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông là một trong số những dự án hợp tác trọng điểm giữa Việt Nam và Trung Quốc, biểu tượng của sự hợp tác hữu nghị giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước, sẽ trở thành tuyến đường sắt đô thị đầu tiên được vận hành tại thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông trở thành công trình có chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân thành phố Hà Nội. Mở rộng và phát triển bền vững, cùng với việc không ngừng mở rộng không gian thành phố, đoàn tàu đường sắt đô thị sẽ là cầu nối giữa con người và đô thị, giữa nhiệt tình và mơ ước, trở thành động lực phát triển, xây dựng đất nước. Hướng dẫn hành khách đi tàu điện ngầm. Bước thứ nhất, vào ga. Tìm cửa lên xuống nhà ga tàu điện ngầm thông qua các mũi tên chỉ dẫn bên ngoài ga tàu điện ngầm. Bước thứ hai, mua vé. Kiến nghị hành khách thường xuyên đi tàu điện ngầm, mua vé liên thông Việt Nam
hoặc có chức năng thanh toán qua điện thoại có thể tiết kiệm thời gian xếp hàng mua vé. Tìm máy bán vé tự động thông qua biển báo chỉ dẫn máy bán vé tự động ở tầng sảnh ga. Trước khi mua vé, đề nghị quý khách chuẩn bị sẵn tiền lẻ để tránh làm lỡ thời gian lên tàu của quý khách. Lưu ý trạng thái của máy bán vé tự động khi đó. Đề nghị chuẩn bị sẵn tiền lẻ, xếp hàng mua vé. Ấn vào hình ảnh tuyến đường trên giao diện chính hoặc ấn nút bấm tuyến đường bên phải. Sau khi phóng to, lựa chọn nhà ga đến, lựa chọn số lượng vé cần mua, nạp đủ số tiền vào khe nạp tiền giấy hoặc khe nạp tiền xu. Một khi đã nạp tiền mua vé thì không thể thay đổi số lượng vé. Nếu trong quá trình mua vé cần hủy mua vé hoặc thay đổi thông tin mua vé, có thể ấn nút hủy trước khi nạp đủ số tiền. Nếu là tiền giấy sẽ được trả từ khe nạp tiền, tiền xu được trả từ cửa trả vé. Sau khi nạp đủ số tiền sẽ không thể dừng lại việc mua vé. Bước thứ 3, vào cổng soát vé. Thông qua biển chỉ dẫn lên tàu tầng sảnh ga, lựa chọn cửa soát vé có hiển thị là mũi tên màu xanh lục để xếp hàng qua cửa soát vé. Mỗi người một vé, cầm vé tay phải, đề nghị đứng ở khu soát vé phía bên phải. Vạch màu vàng cửa soát vé để qua cổng, sau khi cửa soát vé được mở, đi về phía trước. Nếu không thể qua cửa soát vé một cách bình thường, đề nghị mang vé tàu đến trung tâm dịch vụ hành khách nhà ga để xử lý, đề nghị bảo quản cẩn thận vé tàu để tránh làm mất. Bước thứ 4, chờ tàu. Thông qua biển chỉ dẫn trong ga để lựa chọn hướng tàu đi và chờ tàu tại tầng ke ga, đứng chờ tàu ngoài vạch màu vàng, xếp hàng chờ tàu tại hai bên cửa an toàn ke ga theo chỉ dẫn trên mặt sàn, xuống tàu trước lên tàu sau, đề nghị không chen lấn, lưu ý khe hở giữa ke ga với tàu, chú ý người già và trẻ em đi cùng hoặc hành lý mang theo. Đề nghị không tập trung trên cầu thang hoặc chờ tàu tại vị trí gần thang cuốn gây ảnh hưởng cho hành khách đi lại. Khi nghe thấy tiếng chuông cảnh báo của cửa tàu và cửa an toàn ke ga hoặc được nhân viên công tác nhắc nhở, đề nghị không chen lên chen xuống. Bước thứ 5, lên tàu. Sau khi lên tàu, cố gắng đứng ở giữa toa tàu, bám chắc, đứng vững. Quý khách không hút thuốc, ăn uống, chạy nhảy, cười đùa hoặc nói to trên tàu, không dựa vào cửa tàu để tránh nguy hiểm. Bước thứ 6, xuống tàu. Đề nghị quý khách lưu ý bảng đồ hiển thị trạng thái tuyến trong toa tàu và nội dung phát thanh ga sắp đến, chuẩn bị sẵn sàng trước khi xuống tàu theo biển chỉ dẫn ra ga tầng ke ga. Bước thứ 7, qua cửa soát vé. Sau khi đến tầng ke ga, lựa chọn cửa soát vé ra ga có hiển thị là mũi tên màu xanh lục. Đối với vé một chiều, để vé vào khe thu vé của cửa soát vé. Đối với thẻ liên thông Việt Nam và kết nối liên thông Việt Nam bằng điện thoại di động, đề nghị để thẻ hoặc kết nối liên thông bằng điện thoại di động gần với khu soát vé, dừng lại từ 1 đến 2 giây. Sau khi hệ thống trừ tiền, cửa soát vé sẽ được mở ra và có thể đi qua. Nếu không thể đi qua cổng một cách bình thường, đề nghị mang vé tàu đến trung tâm dịch vụ hành khách nhà ga để xử lý. Bước thứ 8, ra ga. Lựa chọn cửa ra ga thông qua biển báo chỉ dẫn trong ga.